là hùng vĩ. Đó, chúng ta thấy rồi. Đó. Đó, wow, và thác xuống là thác xuống à. Wow, holy cow, baby. Quá trời người đứng trên kia luôn, người đứng trên kia phía bên Mỹ người ta đứng trên ta coi luôn. Hồ nước hết rồi, vô nước rồi. Đó. Vẫy tay, vẫy tay Canada, vẫy tay Mỹ, I am Mỹ, ok. Nó nói Mỹ sao đi bên Canada. Quá trời người coi luôn. Người xuống coi, người bên Mỹ rồi xuống coi. Đó. Rồi bây giờ đó là qua cái tháng thứ nhất rồi. Chuẩn bị qua cái tháng thứ hai mới là vĩ đại nữa, đi vô trong nước luôn nữa. Chuẩn bị vô cái thác vĩ đại lắm anh em, cái thác này mới là thác chính nè, thác này mới là thác chính vô trong đây nè. Vô cái dụng thôi, ướt hết cái phone anh em ơi. Vô nước luôn rồi, vô thác luôn rồi.
công nhận cái thác nó hùng vĩ thiệt á, khủng khiếp. Đứng ở trên kia anh chị em thấy nó xối xả xuống, nước nó xối xả xuống không thể tưởng tượng nổi luôn.